Huyện Hoàng Hóa cũng vừa tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024. Với chủ đề Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng, phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện Hoàng Hóa giai đoạn 2019-2024 được triển khai đồng bộ, tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ tích cực, tự giác tham gia thông qua phong trào đã phát triển thêm nhiều điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành 100% chỉ tiêu sao quân của các năm. Mục tiêu xuyên suốt trong tổ chức các phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Hoàng Hóa giai đoạn tới là phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhân dịp này, 13 tập thể, 18 cá nhân, vinh dự được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang nguyên hòa hóa giai đoạn 2019-2024.